Đây là cây ngọc điểm giống, cây loại 25 tuổi. À xin lỗi, 25.000. Cây này thì gần 1 năm tuổi. Này thì bên em là hay về cái loại là cái loại không cốc và để ở cái cục sơ dừa như thế này. Đấy. Cái tình trạng cây này nó sẽ như thế này. Và màu thì là hiện tại là có 4 màu: trắng, đỏ, đỏ đốm, cam. Đấy. Đấy. Các cái màu khác nhau thì cái kích thước cây nó sẽ khác nhau một chút. Nó sẽ lớn nhỏ khác nhau một chút, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái khoảng đạt chứ không phải là nhỏ quá. Nên em là hàng nhỏ quá là cũng không có nhập về để bán được. Nhỏ quá là không có bán, không có nhập về. Và cây thì là nó được khoảng 4 năm lá. Các cây là được khoảng 4 năm lá. Những cái cây lá lỗi là vứt, không có dao mấy cây này. Và giá bán là giá bán lẻ là rất cạnh tranh. 25.000. Chắc là không có chỗ nào rẻ hơn 25.000 nữa. Giá bán lẻ rất cạnh tranh. Tiền cước của em ở vùng Tây Nguyên, ở Đắk Lắk chuyển đi các tỉnh là tiền cước ví dụ như là 20-30 cây đổ xuống thì tiền cước nó sẽ rơi vào trên dưới 65.000 một thùng hàng. Đấy, tùy nơi. Đây là màu đỏ. Cây này thì đẹp rồi. Cái giá 25.000 thì cây này là đẹp rồi. Cây này màu đốm đây. Đốm. Chất lượng cây thì anh chị yên tâm, bán hàng uy tín nên là cây nhỏ quá là không có nhập về, mà nó sẽ dao động ở cái kích thước như thế này, dao động kích thước như thế này. Rồi đấy là cái cây ngọc điểm giống. Ngoài ra thì còn có ngọc điểm lớn và ngọc điểm chai mô. Thì đấy, em giới thiệu qua đấy, thì anh chị mua hàng thì có thể liên hệ với bên em qua cái số điện thoại 0963 090463 để đặt hàng, hoặc mình có thể đặt hàng trên website, trực tiếp trên website. Đường link website em sẽ để ở bên dưới. Còn cái hướng dẫn chăm sóc thì là anh chị có thể liên hệ để bên em sẽ gửi cái hướng dẫn chăm sóc qua cái Facebook hoặc Zalo. Hoặc là anh chị có thể đọc và in trực tiếp ở trên website. Em sẽ để đường link website ở bên dưới video. Cảm ơn anh chị đã quan tâm.